chào tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Bún Bánh Ong Tung. Và hôm nay em sẽ làm một video giới thiệu về một cặp xe Everest 2010 số sàn và 2012 bản số tự động đăng ký 2013, đều tất cả đều là máy dầu để các bác có thể tham khảo. Nếu bạn nào ưng hoặc thích dòng hoặc ai có nhu cầu thì sẽ alo trực tiếp qua số điện thoại em để trên màn hình để em tư vấn cho các bác. Đầu tiên là một con Everest đời 2010 bản 2 cầu biển 36 các bác nhé. Everest 2010 bản 2 cầu biển 36. Con này có giá là 452 triệu bao rút hồ sơ. Đó. Hai con xe yệt nhau. Một con 2010 số sàn 2 cầu. Con đằng sau kia là con 2012 đăng ký 2013 bản số tự động. Em sẽ giới thiệu từng con một để các bác có thể tham khảo. Đây là tổng thành của chiếc Everest đời 2010 bản 2 cầu. Con này 2 cầu, con đằng sau là bản 1 cầu. Đó, biển 36 đây. Nhìn chung hai con xe này nó chỉ chênh nhau về đời thôi và về giá thôi. Còn tổng thành thì nó cũng không khác nhau là mấy. Con là số sàn, con là số tự động thôi. Đây là mặt ca lăng của nó đây, rất là đúng thương hiệu của Ford. Đó. Chất. Đó là một con xe rất là chất. Đây là tổng thành rồi, nhìn từ bên lái sao. Hai con xe. Con này con 2 cầu số sàn. Gầm bệ chắc chắn, lốp rất là mới luôn. Đó, nhìn đây. Trên gương. Lốp sơn khoảng 80%. Thất bên trong. Bản 2 cầu các bác nhé. Thật đây. Xe rất là cứng, xe và đẹp. Đó, đây là tổng thành xe. Một con xe 2 cầu rất ít khi về salon. Và hôm nay em đã làm một video về giới thiệu hai con xe một lúc để các bác có thể tham khảo. Nếu bác nào ưng thì có thể alo trực tiếp cho em. Km là 14 vạn, hơn 14 vạn. Đó. Xe bao chất, bảo hành, máy móc gầm bệ và lỗi cho các bác để các bác có thể yên tâm đi và mua ở bên Mạnh Ô Tô thì có thể hoàn toàn yên tâm là sẽ có bảo hành như là bao lỗi cho các bác. Xe hoàn toàn không đâm đụng ngập nước, không có lỗi. Đó là chiếc Ford này bản 2 cầu các bác nhé. Đây là cầu số của nó đây. Trần rất là mới luôn. Đó, nhìn ra cái lớp màu trần này, trần lì bản 2 cầu, khám đến tháng 9 2019, khám cũng còn khoảng 5 tháng nữa, 4 tháng nữa. Số điện thoại thì em để trên màn hình 0978 807 888, 0971 076 858 hoặc có một số khác thì các bác nào có thể ưng có thể alo trực tiếp cho em. Phần phím điều khiển cánh cửa lên xuống kính. Đó. Màu này là màu kem các bác nhé. Toàn loa đây, loa khắp cánh cửa luôn. Là bản 2 cầu. Đây là phần ghế đằng sau. Đó. Xe này em cũng đã làm một lần rồi. Và 2 cầu thì em rất khi em làm. Thì hôm nay có dịp thì em đã làm về một chiếc 2 cầu để các bác có thể ngắm và có thể nếu có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho em. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Thì hôm nay video là video giới thiệu về một chiếc 2 cầu số sàn và một con 2012 bản số tự động thì nó khác nhau ở chỗ nào. Thì em sẽ giới thiệu để các bác có thể được nắm rõ hơn. Điều hòa đây, mát lạnh luôn. Màn hình rồi này. Bác nào ưa thích máy dầu mà khỏe mà 2 cầu địa hình thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Con này em cũng đã test trên địa hình đồi núi sông suối thì nó cũng đi rất là khỏe, bới rất là khỏe. Bác nào mà đi công trình hoặc là đi địa hình đồi núi thì đi con này hợp lý hơn, làm con một cầu. Đó.
Rất là mới, 4 lốp. Sau rất là rộng. Wow. Hoàn toàn test lỗi thôi các bác. Tiếp theo là một con một cầu, nhưng nó là bản số tự động. Form y hệt nhau. Đó, con này em đã quay rất là chi tiết. Em chỉ giới thiệu lại để cho các bác có thể biết thôi. Nếu sơn này màu đen. Số tự động. Đó, màn hình đầy đủ. Con này có giá là 510 triệu. Cần số đây, cần số đây. Rất là êm. Số tự động. Cũng có màn hình của theo hãng luôn. Về cơ bản thì hai xe nó y hệt nhau. Nhưng con này nó là số tự động. Số thẳng. Và nó là đời 2012, đăng ký 2013. 510 triệu. Bao hồ sơ cho các bác. Bản số tự động. Thì các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Số điện thoại nó để trên màn hình để em tư vấn chi tiết cho các bác rõ hơn. Ghế đằng sau. Bản số tự động nhưng nó là một cầu, trên trên là hai cầu. Cơ bản nó rất là giống nhau luôn. Nhưng nó khác mỗi là về đời. Con này lăn bánh 2013 và nó là bản số tự động. Tất cả các chi tiết này nó quay rất là chi tiết. Xe salon cũng có rất nhiều, bán tải cũng có. Rồi là 5 chỗ, 7 chỗ rất là nhiều. Tầm tiền nào cũng có. Các bác nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho em. Em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác được dễ hơn. Và trên đây là video em giới thiệu về hai chiếc Ford tầm tiền hơn 400 triệu đến 510 triệu. Thì bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Hoặc muốn tư vấn về xe, về giá xe, kể cả không mua xe nhà em thì em vẫn tư vấn trực tiếp để cho các bác có thể nắm vững được giá thị trường để tránh được bị mua nhầm giá cũng như là chất lượng xe. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác, hẹn gặp lại.